quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh phức tạp với số ca nhiễm mới mỗi ngày tăng cao, nhằm chủ động phát hiện sớm dịch bệnh, nhiều người dân đã tự xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại nhà. Đáng lo ngại, sau test nhanh có trường hợp biết mình dương tính nhưng không tuân thủ các quy định về cách ly, không khai báo với cơ sở y tế và chính quyền địa phương, bởi tâm lý lo sợ ảnh hưởng tới đời sống của gia đình hoặc ngại đi làm các thủ tục khai báo. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh hiện nay rất là phức tạp với số ca nhiễm mới COVID-19 tăng theo từng ngày. Và trong đó, gần một nửa đó là những ca nhiễm được phát hiện trong cộng đồng. Với tình hình nêu trên thì đã xuất hiện bộ phận nhỏ người dân với suy nghĩ rằng là nếu bị nhiễm COVID-19 thì không cần khai báo nữa mà tự chữa trị và cách ly tại nhà. Tuy nhiên, hành vi này đã vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Gia đình chị Quang Thị Tâm ở xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ có 8 thành viên, trong đó có người già và trẻ em. Khi được các cơ quan đoàn thể tuyên truyền, chị Tâm đã nhận thức được tầm quan trọng của việc khai báo y tế trung thực nếu trong gia đình có người nhiễm COVID-19. Nếu tôi phát hiện gia đình tôi bị F0, tôi sẽ chủ động đi khai báo cho chính quyền địa phương. Và không mà tôi mà phát hiện mà tôi không đi khai báo thì tôi sẽ phạt. Tôi chủ động đi khai báo thì sẽ có lợi cho gia đình và cho xã hội. Theo quyết định 219 của Bộ Y tế, COVID-19 được liệt kê vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A. Nghị định 117 của Chính phủ cũng nêu rõ, người có hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Nếu gia đình tôi có F0 thì tôi sẽ khai báo. Để gia đình tôi sẽ không bị vi phạm pháp luật. Người mắc COVID-19 không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định là vi phạm pháp luật bởi sẽ gây nhiều hệ lụy cho chính bản thân, gia đình, người bệnh và cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì thế, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khai báo y tế kịp thời, chính xác để góp phần đẩy lùi dịch bệnh.